Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là diễn biến tin áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên Biển Đông khu vực Tây Thái Bình Dương đang hình thành một vùng áp thấp hoạt động cực mạnh và di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đang tiến vào hướng Biển Đông nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Hoa Kỳ, vào 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 148 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 10, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 26 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông và nằm trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, khu vực vùng biển giữa Philippines và Đài Loan của Trung Quốc, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 200 m về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 13. Đến 1 giờ sáng ngày 22 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 135,7 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 13, giật cấp 14. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão và tiến vào khu vực Biển Đông nước ta. Đây cũng là cơn bão số 5 năm 2021. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo xa. Những diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới này sẽ còn thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Trở lại thời tiết trong đất liền, thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 21 đến 24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên đến từ 2 đến 4 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu có khả năng đạt mức báo động 1. Các sông chính ở khu vực trung và hạ lưu ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt như các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Hà Nội trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong khi miền Bắc mát mẻ, lui xuống khu vực miền Trung thì do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 21 đến 24 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên trưa nay và ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Hiện nay trên khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đắk Nông có mưa vừa mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua tại một số nơi như Trà Hiệp, Quảng Ngãi 71,8 mm, lưu vực đá Bằng Ba, Khánh Hòa 62,3 mm, Giang Mau, Đắk Lắk là 61 mm. Trong khoảng 1 đến 3 giờ tới, khu vực tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đắk Nông. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ,
thì thời tiết cũng không có gì thay đổi. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến ngày ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông, rải rác. Riêng khu vực vùng núi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 34 đến 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.